Sau đây là một bản tin khá buồn bởi vì tiền trung cộng đang được giao dịch phổ biến ở Đà Nẵng, tin từ Việt Nam. Theo báo Tiền Phong ngày 15 tháng 8 năm 2019 loan tin, nhiều người hành nghề buôn bán ở Đà Nẵng đã tự do giao dịch với khách hàng bằng đồng nhân dân tệ của Trung Cộng một cách công khai bất chấp quy định của luật pháp. Không chỉ giao dịch bằng đồng nhân dân tệ mà những tiểu thương còn coi trọng khách Trung Cộng hơn khách Việt Nam. Theo phóng viên báo Tiền Phong, một chủ quán nước ở cạnh công viên Biển Đông thuộc quận Sơn Trà, Đà Nẵng, khi vừa thấy đoàn khách Trung Cộng sắp vào quán mình, thì liền lớn tiếng yêu cầu các khách Việt Nam lùi băng ghế gọn vào để họ đón khách mới. Chưa dừng lại ở đó, nhân viên trong quán còn lớn tiếng, quát phụ huynh không được để con mình chạy nhảy trong quán vì sợ làm vướng chân khách. Kính thưa vị chủ quán giải thích rằng, chỉ có khách Trung Cộng mới giúp bà ta đổi được vàng, tức là kiếm được nhiều tiền và việc thanh toán tiền nước được thực hiện bằng nhân dân tệ chứ không phải tiền Việt Nam. Trước tình trạng nhiều tiểu thương Đà Nẵng giao dịch với Trung Cộng bằng đồng nhân dân tệ, ông Nguyễn Xuân Bình là phó giám đốc sở du lịch Đà Nẵng cho biết, luật pháp của nhà cầm quyền chưa cho phép du khách du ngoại tệ để giao dịch mua bán ở Việt Nam. Và thẩm quyền giải quyết của sự việc trên là Ngân hàng Nhà nước Cộng sản tôi có vị ông võ minh là giám đốc ngân hàng nhà nước cộng sản việt nam một chi nhánh đà nẵng cho biết việc người dân giao dịch bằng nhân dân tệ ở đà nẵng chưa được cơ quan chức năng phát hiện và xử phạt nhưng ngân hàng đã giải quyết một vài trường hợp vi phạm khi nhận thanh toán bằng đồng mỹ kim cư tôi vị được biết không chỉ đà nẵng mà thành phố nha trang cũng là nơi xảy ra việc người dân và người trung cộng sử dụng đồng nhân dân tệ để thanh toán rất phổ biến khiến cho nhiều người biết báo giới cũng vào cáo buộc phản ánh nhưng chỉ có các cơ quan công quyền cộng sản việt nam là không biết kính thưa quý vị